mở cái quán thịt cầy với cô bác. Hàng ngày mở cái quán thịt cầy, coi như là nấu thịt cầy để chế biến là cái món nhậu đó để mà bán hàng ngày. Nhưng mà sáng một bữa nọ trước cửa đó, có một bà lão đi sinh. Thì bà lão này không biết là cái người như thế nào nha quý vị. Nam mô Di Đà Phật. Bà lão này không biết người như thế nào mà bà nói á, tôi cho cô biết là gia đình của cô phải bỏ cái nghề này nha, nếu cô không bỏ 3 ngày nữa gia đình của cô gặp nạn. Thì cái chị vợ của anh Phương này đó nghe sao mà sáng hận đông tới sinh á, bà sinh thì tôi cho có đâu mà lợi, bà chù rủa gia đình của tôi, gia đình tôi là hiện giờ đang sống là yên ổn mà có đâu bà lợi bà nói vậy. Thôi tôi cho bà đi đâu bà đi, đi khỏi nhà tôi không ở đây nữa. Thì trước khi bà lão đi rồi, bà lão cũng quay lại nói vậy đó, cô nên bỏ nghề này rồi á, cô ăn hiền ở lành lại chứ không thôi còn 3 ngày nữa gia đình cô gặp nạn. Thì vừa nói vậy thì bà lão bà đi. Thì trong khi đó quý vị biết đó, ở xóm mời cái đám cưới là mấy ngày trước rồi, nhưng mà đến 3 ngày sau đi đó quý vị biết đó, là ở cái đám cưới ở xóm trên thôi chứ không xa. Thì trong khi đi lên cái xóm trên đám cưới, giác đó là con nó mới chở anh Phương đi, còn ở sau đó tức là tiệc tùng xong xuôi rồi, cha con á coi như là cũng quá chén uống ba cái bia nó xỉn đi. Thì con á nô á, nếu cha có về trước được á thì cha về, chứ còn bạn bè ở đây đó thì con còn tiếp bạn chút xíu nữa con mới về sau, thôi cha về trước đi. Nếu cha mà chạy về được thì về, còn không được thì con chạy con đưa cha về rồi con hãy trở lại. Thì giác này anh Phương mới nói thôi giác này để cha gì à. Thì quý vị mình biết, thì mới vừa nói xong đó nha, thì phóng lên xe chạy ra đâu có cách vài cây cột điện thôi, bắt đầu mấy cái xe lũ vô cây cột điện quý vị, thì lật xe ngang, bắt đầu anh Phương mới chết đi. Thì chạy một khúc rồi bắt đầu là giấy tờ xe trong đó đó nó mới khám ra là biết là anh đó là anh Phương vậy đó, nhà ở gần đó chứ không xa. Bắt đầu mới điện người thân, thì con ở trên đây nó hốt hoảng, nó không phải biết gì hồi nãy mình đó là đưa cha mình về đâu có xảy ra tai nạn vậy. Thì đúng 3 ngày sau thì anh Phương chết. Nhưng mà đằng này đó là sống với cái nghề là coi như là mua sanh bán tử, mà cái nghề đó rất là phải nói là khủng khiếp, là cái nghề là quán thịt cầy đó quý vị biết rồi. Vì cái con thú vật này á, nói chung ở trên thế gian nó hiếm rất nhiều con, nhưng mà không con nào nói chung bằng cái con chó này quý vị, mà không có cái con nào mà nó mến chủ bằng cái con vật này. Nhưng mà mình nở lòng nào mình sát hại nó quý cô bác nha, mình nở lòng nào mình sát hại nó, mình giết nó, nhưng mà cái nhân mình theo đó rồi coi chừng cái quả đến à. Thì chứng kiến rằng cái gia đình của anh Phương đó là người đầu tiên đó, coi như là sát chỉ trong 2 năm mấy thôi mở cái quán thịt cầy, và đến khi anh chết rồi đó nha. Thì vợ cũng nói mình sống cái nghề này mấy năm nay mà bây giờ nếu bất thần mà nghỉ rồi lấy gì là có đâu mà sống, thì thôi cố gắng làm, chừng nào có tiền đi rồi mình giải ngại mình nghỉ. Thì trong khi đó còn 2 con nữa quý vị, tức là cái thằng con cả và cái thằng con thứ ba kế tới đó hen. Thì anh Phương chết rồi, thỉnh thoảng thời gian ngắn thôi bắt đầu mới tính là cái ý bà vợ anh Phương đó mới cưới vợ cho thằng con trai lớn, là ở trên đầu trên đó, ở trên đầu trên đó là đi đến mà coi cái cô gái đó, tức là môn đăng hổ đối tới đó. Nhưng mà mới đầu ta không gả quý vị, thật sự mới đầu ta từ chối, ta nói gia đình đó là coi như là làm cái nghề đó ác độc quá, ta không gả. Nhưng mà cuối cùng rồi thấy giàu có quá đi, nhưng mà ta cũng gả với cái đứa con của anh Phương này, nó cũng năn nỉ ấy ông hai đứa nó quen vậy đó, thì gả. Trong cái đêm mà động phòng qua chút đó, là cái đêm đầu tiên đó quý vị hả, về đó đêm đó nó cũng nhậu với bè bạn nha, nó say xỉn đi, thì bắt đầu vô trong bụng mà phát không cái điện ở trong phòng đó, nó tự nhiên nó mới cúp điện. Thì giác này á, là cái thằng con của anh Phương đó mới lên sửa điện, mà không biết cái đó nó ba chớp ba sáng dòng xỉn mà nó lên nó sửa sao biết là điện nó mát giật cái nhỏ chết tốt luôn. Thì coi như là cái mẫu chuyện đó đó hen, là con của anh Phương, cái thằng thứ hai chết tốt luôn, là giác này còn có bà vợ với thằng con Út thôi. Mà cái thằng con Út lúc này nó đang học đại học đó quý vị, nó đang học đại học, coi như là công danh muốn thành đạt đó, là nó sắp sửa nó ra trường rồi, tức là nó có công ăn việc làm rồi. Nhưng mà thấy ra nó bây giờ gia đình 4 người, mà bây giờ chết hết 2 rồi còn có 2, thì giác này á, cái
cái bà vợ của anh Phương còn lại đó. Nhưng mà trong khi đó con đi học rồi, thì thằng con thứ hai, thằng Út đi học rồi mà con thứ hai thì nó chết rồi. Bây giờ có ai đâu mà lo tiếp. Bà mới mướn người, bà vẫn chưa nghỉ cái nghề đó quý vị. Chưa nghỉ cái nghề đó, vẫn mướn người làm. Thì bắt đầu làm thêm một thời gian nữa đó, cái thằng con đang đi học đó, một buổi chiều nọ nó ra nó chơi thể thao đó. Có nghĩa là nó đánh bóng chuyền á, nó nhảy lên làm sao không biết mà nó chở cái giò đi. Quý vị mình biết em nó chở cái giò. Thì cái đầu gối nó chở cái giò nó chỉ bầm nhẹ thôi. Thì bắt đầu về từ đó tới sau bắt đầu nó xanh hoài. Nó xanh hoài lên bắt đầu nó sưng như cái trình vậy quý vị. Sưng rất lớn. Thì giác đó đó mới đem thằng con Út tới nhà Thương để mà điều trị. Bởi vì ở nhà đây đắp thuốc rồi không hết rồi. Bắt đầu càng ngày nó càng sưng nó làm động. Tới sau thời gian nó hoại tử luôn. Thì bắt đầu mãi đi đến nhà Thương là nói là chỗ này là thịt này là chết rồi, bà tử rồi, tức là nó chuyển qua ung thư luôn. Thì từ đó tới sau đó hen là có ba người trong gia đình, ba người nam đó. Thì con Út á, giác đó nó về nó nhức nó đau quá, hoại tử rồi là ở nhà Thương chị không được, mấy tháng trời chị không xong, mới đem về nhà cầu an cho cháu nó. Thì quý cô bác mình biết đem về nhà cầu an cho cháu nó đâu rồi đó hen. Là coi như là liên tục mà nhờ các chị tăng mấy cái chùa gần đó, đó để mà cầu an cho cháu. Thì tới tụng kinh rồi cầu an hoài như vậy đó mà bảy thấp thoát 7 ngày. Thì cái giò của cháu đó là lúc chưa cầu an coi như là lúc nào nó cũng rên la coi như là in nổi hết. Không có lúc nào yên cho nó hành nhất ngoài chịu không nổi. Nhưng mà cầu an vào càng ngày nó càng chịu. Bắt đầu đó, thì cháu nó mới nằm mộng thấy là các vị sư mới phiên đó. Bây giờ cái nghiệp lực ra danh của con, cha con mất, anh con mất, còn con bây giờ đang bệnh gì đây. Thì chắc có lẽ là cũng không bao giờ giữ được cái mạng. Thì thôi con, từ đây con trở về sau con nhớ niệm Phật đi. Rồi con phải hoài đầu hướng thiện là cái nghiệp lực của con mới hết. Là đứa cháu cuối cùng đó, thằng con của chị là thằng Út đó. Bắt đầu nó mới nghe là các sư nói vậy nó mới hiểu được cái đạo lý. Tức là cái nhân mình gieo, cái nhân nào hưởng quả nấy. Hôm nay gia đình trả hết hai người rồi, mà đến mình là cái người thứ ba mà không tránh khỏi cái nghiệp lực đó. Thì bắt đầu nghe cái đó nó mới hồi tâm, nó niệm Phật, nghe theo các sư niệm Phật, nó hồi tâm. Thì bắt đầu cái giò nó mới bớt dần dần, nó không còn nhức nữa. Rồi đến khi nó niệm cho đến 7 ngày đó quý vị biết là nó bỏ xác đó hen. Là nó nở nụ cười trên môi luôn. Mà trước khi còn 1-2 ngày nữa nó mới khuyên mẹ nó, mẹ ơi, gia đình mình cha cũng mất, anh cũng mất rồi, tới con á, trong một vài ngày tới đây thì con cũng sẽ mất. Thôi bây giờ mẹ con khuyên mẹ nên bỏ hẳn cái nghề này. Là từ đây trở về sau mẹ không làm cái nghề này nữa, mà mẹ phải ăn chay luôn. Chứ không thôi nghiệp đòi đến mẹ luôn đó. Nó nói vậy đó, bắt đầu bà mẹ sợ quá, giác đó mẹ. Rồi coi như là bỏ nghề luôn đó. Là từ đó bắt đầu mẹ chịu bỏ nghề, bắt đầu là ăn chay luôn. Thì có mấy ngày sau nhỏ mất đó. Mà trong khi á, là cái cháu nó mất đó hen, là vẫn nhớ niệm Phật. Và đồng thời cái mùi hương thơm ngào ngạt luôn. Trong khi cháu hồi lúc mấy bữa mà lúc hành cấp đầu nó hen kêu bằng hôi thúi, không chịu nổi. Mà nó nhức nó rên la không chịu nổi. Mà đến khi rồi bắt đầu nó hồi thăm nó niệm Phật thì là có mấy ngày sau nó bỏ xác, là mùi hương thơm ở trong cái phòng đó, một cái mùi thơm rất là ngào ngạt. Thì ở đây Út Đàn muốn nói cho quý cô bác rằng, tức là cái luật nhân quả ở đây thật là cao diễn là gì. Có nghĩa là hôm nay chúng ta gieo nhân cao, có nghĩa là phải nói là giàu cho ông tiên, nếu cái nhân không tốt còi sẽ bị đỏ không quý vị. Tức là xa như vậy đó, chứ không phải là nó thường đâu. Bởi vì nằm trong cái luân hồi lục đạo, giàu cho mình tạo cái nhân không thiện không lành rồi, cái quả giàu cho bất cứ ai cũng đều trả nó hết đó quý vị. Mà lời điều này Đức Thầy cho biết là ông thần không tu ông thần chết nữa, mang có tin không? Nam mô Di Đà Phật. Vậy là thần tiên đều nằm trong cái luật nhân quả. Bởi vì trong cái luật nhân quả là nằm trong sáu đẻo luân hồi, có nghĩa là thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thì trong sáu đường này nếu chúng ta còn gieo nhân thì chúng ta sẽ hưởng quả thôi. Mà hôm nay Đức Thầy cho biết là nợ quả bất lành mà chưa trả gia thiên không được quý cô bác à. Tại sao quả bất lành mà chưa trả là gia thiên là sao? Tức là mình đầu sanh vào cái cõi này đó hen, là có nhiều tiền kiếp, cái quả mình cũng được chưa được hoàn hảo như cái nguyên huynh đại mình. Nam mô Di Đà Phật, quả hoàn hảo rồi về cái quả rồi. Chứ đâu ở đây, phải không? Cái quả của mình chưa hẳn sống cõi này đó, chưa toàn thiện toàn mỹ, nên hôm nay trở lại đầu sanh vào cõi người này, làm ơn quý vị tu nghe. Chứ đừng có kiểu mà gieo nhân mà ác rồi trả quả khổ lắm à. Là lúc anh hai đó hen, là làm hàng bò dưới là heo đó hen, là 9 năm trời, 8 năm trời cho nó lộn, 8 năm. Coi như là anh tạo nghiệp rất nhiều, một ngày làm có thể là 20 con bò, 30-40 con heo, tùy theo cái người ta đặt làm nhiều làm ít, người ta bán chạy, bán không chạy. Là lúc mà trước khi chết đó, cái tuần là thất thứ hai của con rể đó,
là anh hai có kể tôi có nghe rõ hết. Tức là 8 năm trời như vậy đó làm đó, mà đến khi bắt đầu đi tới lui là cái quán chai của Đại Linh đó. Tức là nghe Linh nó mới mở cái clip mà nói về anh Bảy Thiện nói về nhân quả đó. Anh hai là anh nghe anh hình như cái tâm ảnh giác đó là muốn hồi tâm hướng thiện rồi, nhưng mà tại vì hoàn cảnh gia đình phải làm, nhưng mà chắc đó cái lòng có hồi tâm rồi. Nhưng một ngày nào đó bắt đầu nghe xong rồi đó hen, là qua bữa sau anh đi làm, quý vị biết đó, là bữa đó làm một cái con bò, bắt đầu á là anh lấy búa ra anh đập đầu con bò, thì ảnh dơ lên đó, coi như là đập con bò mà anh dơ lên cái sức anh hai huệ đó lớn hơn chắc phận biết mà, lớn cỡ Út chứ lớn hơn Út nữa à, nặng ký có thể hơn nữa, sức dựa vậy. Bắt đầu anh dơ cao cái búa lên đập xuống cái bóp gì đó, con bò dễ đành đạch quý vị, coi như là quỷ xuống dễ đành đạch luôn. Nhưng mà một hồi lâu á nó thở thở thớp cái nó gượng nó đứng lên với con bác. Thì giác này con bò nó đứng lên đập một cái rồi mà con bò ráng đứng lên nó không chết quý vị. Bắt đầu ảnh trong lòng ảnh giác nó hơi hốt hoảng chút, mà nghe hồi đó giờ cái lực của mình đập con mỗi một cái một con, anh kể đập một cái một con không bao giờ chặt, mà bữa đó đập con bò này sao cái gì mà anh đập hết mình nó không chết. Bắt đầu ảnh mới thấy trong lòng ảnh nó hơi xíu sao à, nó hơi bồn chồn biết cái chuyện gì đây. Thì bắt đầu ảnh nói tại sao tao đập mày hết mình mà mày không chịu chết, tự tao đập một cái nữa còn mày chết không. Thì ảnh giơ thiệt cao lên ảnh đập một cái hết mình luôn, đập thì con bò giác này nó nhảy ra nó lăn ra đành đạch luôn, nó cứ bằng nhen là giấy đành đạch luôn, là tính chết rồi, nó thở thở thớp. Nhưng mà cuối cùng nó không chết cái gì, một hồi nó gán gượng nó đứng lên, vừa đứng vừa rung, vừa đứng té lên té xuống vậy. Anh kể một cái mình thấy đau lòng. Thì đến á anh nói kiểu này là không xong rồi, bắt đầu anh mới giá trong bụng anh giá 500, anh nói á, nếu con á là hôm nay con có duyên với đạo mà cho con đập con bò này nhẹ một cái nữa chết rồi, bắt đầu kể từ hôm nay con bỏ cái nghề này, con không đập nữa, con không sát sanh nữa, con tu luôn. Thì bắt đầu anh vừa giá 500 trong bụng vậy, anh giơ cán búa lên đập nhẹ cái rồi bắt đầu nó chết tốt. Thì trong khi đó với cô bác anh chị em mình biết á, trong khi con bò chết rồi đó, mổ ra cái gì biết có con một con ở trong mình, nó vì cái tình mẫu tử, cái tình thương con của nó mà nó gắng sống cái gì, đập coi như là hai cái không chịu chết cái thứ ba. Nhưng mà cái anh hai á, coi như là bị gì á, với cái sự mưu cầu sự sống đó, coi như là ảnh giái đây là một lòng cái mạng hết rồi nó phải chết, phải chấp nhận chết. Thì coi như là đập cái ba thứ ba đập nhẹ thôi là nó ngã lăn ra nó chết, mổ ra có một bò con. Quý cô bác mình biết là 8 năm mà nghề hàng heo và bò, tức là đi làm mướn cho người ta để mưu cầu cho sự sống gia đình, nuôi cả gia đình. Thì đến khi mà anh chết, ảnh là bắt đầu đó là anh bỏ nghề đó, con bò nó chết rồi đó, bỏ nghề, bắt đầu anh phát tâm ăn chay. Thì trong khi mà anh hai ảnh ăn chay được 8 năm, quý cô bác mình biết đó hen, là lát giá đó là gia đình bằng cùng luôn. Bởi vì gian hồi đó thì mình thịt bò mướn, heo mướn để mà sống, mà đến khi nghỉ rồi có việc đâu mà làm, lấy gì nuôi gia đình. Thì nhờ ông này nè, cái ông ngồi trước đã đặt nam mô như là phải. Bắt đầu bữa đó mà điện qua chú ba, con bây giờ tôi mấy năm nay khổ quá chú ba, gia đình bây giờ nhan là không còn tiền của rồi, sao lo cho vợ cho con. Bây giờ đồng đạo nào có công ăn việc làm gì đó chú giới thiệu cho con chú ba, đặng con đi làm mướn, đặng con nuôi gia đình. Thì giác đó anh ba mới điện lên để thích, thì có để tính là chồng ba cái bưởi đó. Thì bắt đầu là mấy mướn là anh hai đi lên đó chăm sóc cái gì. Thì lên đó chăm sóc á, là trong khi đó đó là đệ tướng á, là cho mỗi một tháng năm hả 6 triệu gì đó, lúc đó để cách đây cũng lâu rồi nhớ rõ, đặng mà nuôi gia đình. Nhưng mà anh hai anh đứng trước nha quý vị, anh đứng trước cả năm luôn đó, tức là lố cái số tiền là để chi, để trả cái đường mà ra, anh mua cái đường mà ra ngoài lỗ á, tức là vừa lo cho gia đình mà vừa có tiền trả người ta luôn, ứng trước 8 tháng. Thì trong khi đó đó là làm ăn chay 8 năm mà đến đó là ứng trước 8 tháng mà mới được có mấy tháng là chưa đủ 8 tháng quý vị. Thì nó xảy ra sự cố đó, tức là cái nghiệp ảnh tạo anh trả đó. Thì lần lần kể tới đây quý vị mình thấy. Thì trong khi mà lên đó làm được mấy tháng trời rồi đó, nhưng mà anh hai lúc đó nó nghe nói nạo ngay phải nói là trong một cái kiếp này là cái nghiệp lực đòi đến ảnh là hết, là tại vì ảnh nhờ ảnh tu đó quý vị. Coi như là bao nhiêu nghiệp lực đến để mà đòi ảnh hết luôn, là ảnh tu thời gian rất tinh tấn là lên đó. Lên đó là ảnh phiên được trên giới khoảng 60 người tu. Ảnh gì ảnh kể mừng lắm. Vừa lên cảnh hả? Coi như là trị bệnh cho mọi người, không gì đấm bóp, so bóp gì đó. Nói vậy đó, đủ thứ chân dứ mà cái kiểu mà chích thuốc nè. Lúc đó anh hai có chích thuốc không anh ba? Nam mô Di Đà Phật là chích thuốc cho bà con đó. Nhưng mà phiên nhân cái duyên đó đó,
khuyên người ta tu được mấy chục người, nhất là một cái đứa em mà nuôi thỏ để mà bán thỏ thịt đó, với một cái đứa em đá gà đó, là nuôi gà đá hàng ngày đó, mà ảnh thuyết phục được hai vị đó luôn, nên cái nghiệp ảnh trả rất nhanh. Tức là bao nhiêu nghiệp lực dồn trả trong kiếp này quý vị. Thì một ngày nọ, coi như là anh Nam Hiền với Đại Thích là coi như hai người trao đổi sao biết đặng mở ra cái chạy hàng. Thì trong khi mở ra cái chạy hồn là từ thiện bị dùng đó chưa có quý vị. Bữa đó bắt đầu phải cắt sửa cái chạy, coi như là để mà đem hồn về đó bà con nào ấy đặng mà cho. Thì quý vị mình biết đó, trong khi sửa cái chạy đặng mà đem hồn về cho bà con ở quê hương đó đó, thì coi như là thiếu dài mũi đinh để mà bắn vô ở trong vách đó, đặng cho nó dừng cho nó kín tháo đặng đem hàng về cho. Thì trong khi đó anh Hai Quẻ nói thôi bây giờ thiếu rồi á, để đó đây cho anh phóng lên xe anh ra ngoài anh mua chút xíu đem về có làm. Thì mấy anh em mới nói thôi đi chú Hai ơi, anh Hai ơi, là ở đây bây giờ mình kiếm ba cái cũ á, mình sửa lại chút xíu là xong chứ gì, thôi đi khỏi đi. Nhưng mà cái nghiệp lực nó tới quý vị, giác này cái nghiệp lực nó tới rồi, thì anh nói thôi đi mua cho nó mau, phóng lên xe liền. Thì trong khi á phóng lên xe rồi, quý vị biết đó là ra cái ngã ba đường, thì cái con ngựa ở đó đó nó không chịu đi nữa quý vị. Coi như là mỗi ngày là ở trên trên mà Bến Tre người ta bây giờ nó có một cái đó hen, là đi du lịch nó mê cái vụ mà lên ngựa để chở đi. Thì trong khi đó đó cái cặp ngựa anh này ngựa này anh kể một bữa đi ngang đó đi luôn hả, mà bữa đó cái gì mà nó dừng ngay ngã ba nó hoài nó không chịu đi quý vị. Tức là nó chờ anh Hai ở trong này con quẹo chạy ra đâu có thấy áp giáp gì, pho ra cái bắt đầu gặp ngựa đứng chặn ngang thì anh lấy tay anh chổi. Nhưng mà trong khi chổi vô đó quý vị biết đó, cái mà đồ chỗ mà gác nó dò nó có tí xíu hả, anh không có lỗ nó không bự, thay vì mà bình thường là anh Hai thọc vô không bao giờ thọc được, nhưng mà chổi sao mà nó lọt tốt vô chổng quý vị. Thì giác này á nha, con ngựa nó hết hồn hết vía, nó tóc nó chạy, thì nó lôi anh Hai là bỏ chiếc xe đó luôn, bởi vì té ngang thì cái tay dính vô ngựa thì lôi con ngựa nó lôi hoài tới vậy đó. Thì chạy khoảng mười mấy mét gì đó, ở trong cái quán cà phê rất đông, dòm ra tôi nói chàng ơi cái kiểu gì mà con ngựa chạy trước mà có người ở sau mà lôi dưới đất vậy đó. Thì ở trong hùa na bắt đầu người á thì nắm dây cương, còn con người thì nắm đuôi ngựa, người thì nắm người. Thì giác đó mới dừng lại, thì tới cuối cùng là anh Hai giác đó bất tỉnh. Thì giác đó anh không còn biết là trời đất gì nữa hết, bị gì. Thì giác đó mới điện cho đại tướng Lợi đó hen, là đưa lên xe bốc liền, chở thành phố liền. Mà dài đường đó nghe kể lại một cái là rùng rợn. Đây là chính xác lời đại tướng kể cho anh biết đó quý vị. Mấy đại. Thì trong khi đó hen, mà anh ghen một cái là kinh khủng, anh ghen đó nó giống như bò giống. Tướng nó kể mình nghe mình rung mình. Còn mà lúc mà anh kêu mà khẹt khẹt bị gì nó muốn chết á, rồi nó kêu lên á như ép ép giống như mà đâm họng heo kêu mà lúc gần chết vậy, nó có máu ứ vậy đó. Ôi ôi, Tướng nó kể hô giác đó có mình em ngồi ở sau, em sợ quá chừng sợ luôn, mà nhưng lên chảnh còn sao vậy, nhưng tài xế ngồi trước đó với ảnh. Thì bắt đầu á chở dài đường thì coi như là ảnh tắt thở rồi, gần tới là tắt thở rồi chứ chưa tới được vô bệnh viện nữa. Nhưng mà lên đó là nó kêu mổ liền, trong khi đó Tướng ký liền mổ liền, mổ ra gãy hai ba sườn, bể cái lá lách luôn. Thì trong khi mổ xong xuôi rồi, mình nói cho nhanh đi, tức là đưa về, đến khi đưa về quý vị biết trả như vậy đó, nhờ ảnh tu 8 năm nha. Thế nếu bị hồi lúc đó là làm là hàng đó, là đi mượn 8 năm, nhưng mà nhờ ảnh tu 8 năm và đồng thời ảnh tu tinh tấn á, khuyên được á, nhiều người tu đó, thành thử cái nghiệp lực nó trả, nhưng mà trả nó nói chung là trả dồn đó, tu tinh tấn trả dồn kiếp mà. Nếu như mà anh Hai không tu đó hen, quý vị mình biết nó trả bao nhiêu cái bò tính nổi không? Nam Mô Di Đà Phật, ngày 20 con, hai mấy con, 30 con, 8 năm trả bao nhiêu kiếp? Gọi ngày mấy chục con heo trả bao nhiêu kiếp? Nhưng mà hôm nay trả đó, trong khi mà trở về đó, bác sĩ anh chảnh là coi như là đến khi mà trở về đây mà mổ ảnh, quý vị mới kinh hoàng, mổ thêm lần hai nữa, banh sát lần hai nữa, vô á coi như là nó giăng tấm bị đâu, đặng nó mổ để trong cho kín chút chứ đâu mãi. Là về nó mổ nó khám nó lại là tử thi lại coi sao là bên quân y á. Thì á là giác này nhăn phát không á, thời mai cái đèn nó tắt queo đi đâu có thấy đường nó mổ. Điện giác nó tự nhiên không biết nó mát nó làm gì không hiểu luôn. Là nó tắt queo bắt đầu mới đem ra trước sân của anh Hai đã mổ cái gì. Banh ra chơi trụi vậy đó. Quý cô bác mình thấy cái nhân quả ghê gớm chưa? Thông cảm cho bà mẹ đang còn sống. Thông cảm cho dòng họ người ta đang sống đây mà đứa này nó ngổ nghịch này á là nó bị chết rồi. Hỏi sao? Nó nói là bà hôm nay đã quy y với ai? Quy y với cái thằng nào mà cái thằng con nít nhỏ như vậy?
À thưa cùng quý vị, mình nói này cũng hơi nó quá lố mà mình không thật lợi, người ta sao gõ biết được. Thôi giờ cũng gán nói nha quý vị. Quy với cái thằng nhỏ con nít mà bà già như gì, quy thằng nhỏ con nít mà đem thờ phượng nó, tất nhiên là hình thầy đó quý cô bác. Mà nó dám nói là quy với thằng nhỏ. Hết biết rồi quý cô bác, cái chuyện này tôi kể mà tôi cũng phải là ngượng á, không có dám kể mà phải kể cho nó tận tường mới biết. Đó, bắt đầu là nói là quy y, tưởng đâu quy y với ai, quy y với thằng nhỏ con nít mà đem thờ phượng nó lên như vậy đó, hình thầy mà nó dám nói vậy đó. Rồi bà thượng tam bảo lên ba ăn chay mà cúng lại, có nó về nó bữa đó nó bà xứa nó uống đầu mấy ly vậy, bắt đầu nó rơm lại á quý cô bác, nó gom cái tam bảo vô hình thầy đem nó liền dưới đất. Quý cô bác thấy hết hồn không, nó mấy gì cái thằng nhỏ này mà đi quy với nó, mà kêu hình thầy mà dám kêu vậy đó. Mà thầy thì ông Phật từ bi, không khi nào thầy quở thì phạt thì chứ không phải không quý cô bác. Thầy là lòng thương lê thứ đáo ta bà nè, hay là vì là Phật ái chúng sanh nhưng mà mẫu ái tử, như vậy thầy không bao giờ có bắt phạt, nhưng không bắt lỗi ai và tha thứ hết. Thầy nè có từ nè bi nè hỷ nè xã, nhưng ở trong cái chỗ này thầy đi được có ông thần theo nha quý vị, bởi vì các chư thần từng giảng năm canh nè, phải không? Lưỡng thần ghi chép liên miên nào tội nào phước với miền trần gian, bây giờ nó là lấy hình thầy với tam bảo nó luyện dưới đất rồi, nó mà dám luyện dưới đất vậy đó, cho nên bà mẹ nó khóc than rồi thôi lấy lên vô ôm vô mà cũng chưa có dám thượng lên như vậy đó quý cô bác ơi. Rồi sẽ chuyện gì xảy đến với nó quý cô bác, nó mới nói mấy bữa bắt đầu nó phát lên cái cơn bệnh, nó nhức đầu thôi, mới có mấy ngày nó phát lên cái cơn bệnh nhức đầu, rồi bây giờ quý cô bác biết không, là chở nó đi ra chưa tới bệnh viện là nó nhức đầu quá, nó chịu hết nổi nhức đầu rồi, từ từ nó nín thở đi luôn, chết luôn. Quý cô bác thấy hết hồn không? Nó cái định lượng chân quả mà Đức Thầy cho biết rồi mà nó không sợ. Đó, thầy mới nói lực nhân quả là ở nơi đây á, Đức Thầy nói ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền, thấy không? Đời xưa quả báo thì lâu, đời nay quả báo bất câu lúc nào. Đó, vậy cho nên thằng này nó chỉ luyện cái tam bảo hình thầy, nó sỉ nhục thầy mà nó dám nói là thờ phượng của thằng nhỏ, nó dám nói vậy đó, coi nó đáng cái tội không quý cô bác. Thầy là ông Phật mà thầy không bắt lỗi, nhưng đi lúc đó thầy nói nè, kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết, lúc này nó nói đè ông thần ông nghe mà trước mắt ổng, cho nên ổng phải bắt tội thì ổng mà phạt là chết, khó mà sống, phải không? Đã gặp thần rồi đó, vì vậy cho nên đó là mới có mấy ngày rồi nó bệnh nhức đầu nó chết luôn. Cho nên cái xứ đó giờ người ta sợ lắm, mà tôi thông cảm nha quý cô bác ở với Vĩnh Thuận chứ không phải ở đây đó. Thôi bây giờ mình thấy rằng ở trong thế gian này ai mà thấy được cái mũi chuyện này như trên ngang kể từ nay ngang quý cô bác, ngang mình nói á ngang, thầy cho biết á phải lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đấm. Rõ ràng không? Như vậy thì bây giờ nếu mà ai lời nói của mình phải cẩn ngôn cẩn ngữ đó, mình phải cẩn thận chứ đừng có để mình thốt ra rồi rút lại không được ông thần, bị vậy nó là các chư thần từng giảng năm canh mà nó về thượng giới người ta qua ngọc đế à. Như vậy thì các ông thần này lúc nào cũng có mặt ở trên thế gian này, chỗ nào cũng có hết, mà đứng thần minh trung bình vật giả, vậy là các ông thần này là đều có mặt ở trong cái thế gian này hết. Như vậy thì ai lại nói nào đó, nhân gian tư ngữ là ám thất khiêu tâm thần mục như điển, có nghĩa là mình nói chuyện mà riêng tư mà là thần á, trời á là nghe như á là sấm vậy đó. Còn như á là mình ở trong cái nhà tối mà mình nói chuyện thầm lén, mắt thần nhìn vào như chớp nhán, không thể nào giấu được. Nhưng mới gọi là thần. Đó, các ông ấy đều có thần thông, quản lại hết như vậy mà mình đừng có ỷ lại. Đó, nghinh ngang hỗn ẩu phải chừa. Cái chỗ này từ nay là ngang phải sửa, ngang phải chừa. Chứ còn không á, không chừa dứt ắt mang tai ách. Đó, như vậy thì bây giờ đã trước mắt chúng ta thấy rồi, tại vì những cái chỗ mà cái họ chưa làm quá đáng hen thì họ còn sống sót lại chờ được vài ngày nữa đó. Còn nếu mà cái người nào mà quá đáng là kể như rồi bỏ mạng. Một cái em trai này nó tuổi cũng có lớn đó, mà nó gặp bà mẹ đi đến cái phá niệm Phật về bảo quy y thượng tam bảo quy y tu, rồi cái bữa nọ nó cũng đi chơi về đó, cái bắt đầu nó mới nói là tu cái gì
thờ cái gì mà là những cái người này mà tu mà thờ quy y tu. Nó bắt đầu là nó uống đâu mấy cốc rượu rồi về, bắt đầu nó ôm, nó gỡ cái hình này, nó ôm cái gỡ cái tam bảo xuống ôm liền, xong cái sộn. Trời ơi, cái ông cậu nó là đã biết quy y tu rồi, cái ông cậu ruột nó mới là hết hồn. Nó không được, mày là phải mò lên. Ôi, ông la nó quá thế rồi, ông nói mày không ấy là tao tự mày tập mày chết luôn. Ông hầm nó quá, cái nó cũng sợ ổng. Nó sợ hiện tiền à, nó ý là nói là không có trời, không có đất, không có Phật, không có thần, không có thánh dân nè. Những cái thứ vô thần này nó vậy đó quý vị. Cái nợ lỗi này là cái vô thần. Cái bắt đầu biết sao không? Đó, cái nó mới là ông cậu nó gầy quá, cái nó xuống nó mò lên. Nó mò cái tam bảo lên, bỏ bờ nó đó, trả đó. Rồi bỏ nó. Nay mới luyện hình thầy, luyện tam bảo xong cái đùng vậy đó. Quý vị hết hồn không? Ai dám làm ở nơi vàng này, dám làm không? Đó, vì vậy cho nên mới luyện cái xong rồi đó thì là nó đem nó, ông cậu nó la quá la rồi đập nó, bắt đầu nó mới chịu mò lên, bỏ lên bờ nó trả đó. Vậy thôi, bà mẹ nó thấy vậy mới ôm lên bờ chùi lau á, là để đem lên cát cũng chưa dám thượng lên. Rồi có mấy ngày thôi, chưa đầy có mấy ngày, chưa được 10 bữa thì bắt đầu á là nó đi nhậu ở bên sông á, mà cái sông kinh gạch nhỏ xíu. Quý cô bác thấy chuyện gì xảy ra đến nó đây? Nó đi nhậu á mà nó thấy cái nước rộng mà ở sông cạn xịu không? Nó lội bên sông, nó lội về, nó uống ba sữa rồi bên sông lội về. Mà nó lội về bên sông không sao, chân lội về tới chỗ mấy bờ đó đó, ngay chân chỗ nó luyện cái tam bảo với hình thầy đó. Cái bắt đầu nó chìm xuống đó nó chết đó. Ngay chân cái chỗ nó luyện đó. Quý vị thấy há hồn chưa? Tại vì ông thần ông nghe rồi, ông ghi rồi mà ông chở. Cho nên đức thầy mới nói như thế nào quý cô bác? Đức thầy mới nói nè, chốn âm ti ngu đầu mãi diện, phải không? Đang trong ngày đến số bắt hồn, rồi cõi âm thần binh sái dịch ôn, chờ mãn phước ra tay bẻ hồng. Gặp ông thần rồi ông bẻ liền, ông có tha. Đó quý cô bác ơi, bây giờ ở xa gần, do cái định lực của nhân quả, những cái lời và những cái hành động của mình đó, tại vì cái lưỡi, tại vì cái tánh sân hận thường làm bạo ngược đó. Cái tánh của mình á là cái tánh hung dữ, hung hăng, đâm chém chặt bầm, chất chứa những điều hung dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tai hại sát. Như vậy thì cái tánh của mình xưa nay là mình không có là chừa được, vậy cho nên ngày hôm nay mới mang cái hậu quả gánh chịu mà mình đã tạo chính xác thân. Vậy cho nên thầy mới nói là ngày xưa ha, quả đời xưa quả báo thì chạy, ngày nay quả báo một giây nhân tiền mà thôi, vậy là trả liền ngay trong cái sự làm của họ. Vậy đời nay ai không tin thì làm đi coi coi mấy ông thần ông ghi chép thế nào. Ở trên thế gian này mình còn nhẹ tay là thể mình còn sống sót đó. Nếu ai mà không chịu bỏ đồ đau hang, không chịu hoài đầu hang, không chịu tu hành hang, thì kể như rồi. Thầy nói ai mà xét đến ăn năn hoài đầu hướng thiện có bằng tăng giác dụng. Đó, như vậy thì bắt đầu là ngày hôm nay là sự trả quả, đến ngày trả quả ầm ĩ biết bao. Đó, cái sự trả quả ở đây trong nhân loại không ngoài ra cái định lực được, ai cũng phải gánh chịu hết cái định lực nhân quả này. Mà thầy đã cho biết là trong cái thế gian này, trong cái thế giới này, thầy cho nên thầy nói nếu những người đó có lầm lỗi, có hại, có sát giết mạng, hay là có mưu toan tính kế gì đó, thôi kể từ nay sám hối ăn năn chừa tội đi. Đó, như vậy cho nên thầy mới nói lui trơn ra khỏi cho mau, tầm trong lánh đục tẩu đào mới ngoan, theo ta đến trốn tiên bang đặng xem các nước hội hàng năm non. Đây sắp đến rồi còn gì nữa. Đó, như vậy là bấy lâu phe giỏi phe tài, trời xanh gọi thấu diệt lòi kiêu căng. Những cái loại nào kêu căng kể từ nay không còn, sạch hết. Mà lời xưa có nói là xử quỷ phật chẳng trừ. Đó thôi, bây giờ hôm nay á, quý vị thấy trong cái định lực của nhân quả tối cao như thế đó, thì mình đã biết hết rồi. Bây giờ mình cò, mình gieo đi. Gieo cái giống nào mà thầy nói trồng cây lành dị quả thơm tho thì không thấy mà sao chẳng mất, bây giờ ăn chay niệm Phật làm lành cúng lại, thì thiên đình mới ăn xá bớt tội căn. Thì thiên đình mới ăn xá bớt tội căn nha. Rõ ràng đức thầy nói không? Nó như vậy thì cái tội căn của chúng sanh nè, thấy chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngày muốn xử tiêu cho rồi, phải không? Muốn xử tiêu hồi năm Minh Tế, năm 36 tiêu vũ, ông Ngọc Hoàng muốn say Nam Tào Bắc Tẩu ra vũ sổ rồi chứ đâu còn tới bây giờ đâu. Nhưng bây giờ là nhờ thầy nè, nhờ Phật nè, Đức Minh Vương nè, xin Ngọc Hoàng để giờ là lão là khùng là giáo dân. Như vậy thì bây giờ ông Phật ông mới là lâm phàm, nó về An Giang tỉnh gõ gàng hay như vậy, thì bây giờ là Phật
Đó là xưa nay không có mấy khi Dương Trần có Phật gì, thì chúng đây giờ thầy là ông Phật xuống để cứu độ chúng sanh. Ai mà xét đến năng năng tu hành thì mới có cứu được nha. Ăn chay nè, cúng lại nè, niệm Phật làm lành đó. Cho nên thầy bảo chúng sanh nè, khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời cõi hải giấy còn mấy chơi giỡn. Bây giờ sắp đến mà bây giờ đây tôi nói định lực nhân quả vậy thôi, rộn trọn ở trong là dài về 10 phút này thôi, để mà tâm sự chuyện trò với toàn thể trong nhân loại chúng ta thấy rằng cái nhân quả nó vậy, nó không chừa một ai đâu. Cái lĩnh vực nhân quả này giàu cho là bậc tiên ông là cũng phải gánh chịu, không ai thoát khỏi ở ngoài cái định lực hết trơn quý cô bác. Nó đã tự có, tự là hiện lên do cái nhân mình tạo lấy mà thôi. Nghề của ông ta là cái nghề là quán thịt cày tơ đó. Ở đây thì tôi nói với cái sự thật, mà nếu mà trên cái nghề nghiệp thì nếu ai mà có làm thì cũng mong cũng quý vị cũng quan hỷ dùm. Thì đây là cái lời sự thật. Thì tôi cũng xin thưa ở đây đó, có ông chú đó là ngày xưa đó, ổng là chuyên nghiệp, ổng là nhậu mà nói về vấn đề mà chuyên môn mà ổng ăn thịt cầy không với thịt mèo của gì. Yeah. Không, nhưng mà ổng làm riết rồi hầu như là ổng quen cái nghề của ổng rồi, ổng sanh ra ổng mở ra cái quán cầy tơ, có nghĩa là ổng mở ra quán để mà ổng đặt cho người ta, có nghĩa là mua những cái con chó về mà để trong lòng mà cô bác mình thấy đó. À, theo tôi nhận xét đó, thì bà con mình thấy đi, giết sanh vật đầy lòng kêu cách nha. Tất cả những người mà người ta giết chó đó, nó đau đớn lắm quý vị. Con chó mà sát hại con chó nó không phải là đơn giản mà đem về cũng như con cá hoặc là con cá lóc, con cá rô đồ này kia thì nó dễ. Nhưng mà cũng có cái nghiệp. Còn con chó này đó, mỗi khi mà giết xác nó đó là phải thảy vô bao rồi đập đầu hoặc là nhận nước. Cái sự chết của tất cả các cái loài vật đó, con chó này nó rất là đau khổ nha quý vị. Thì cái ông chú này nè, ổng mới mở ra đó là mỗi một ngày như vậy đó, là ổng làm đó rồi ổng mướn người làm, ổng mướn người đó về đó. Mà ngày xưa ổng có cái đồ mà cái kiểu mà như cái cò chì vậy đó, ổng khò lửa đó. Cả như là mỗi khi làm rồi ổng sắp hàng vậy nè, 5-7 con như vậy là ổng khè cái lửa ra đặng ổng như là ổng gam chó là ngày xưa đó. Ta làm thì người ta gam bằng rơm mà ta ăn củi rồi, còn bây giờ là ổng khè bằng lửa không được cái gì đó. Như vậy thì qua một cái giai đoạn ổng làm như vậy, mà ngày xưa đó bà con mình tính đi, một cái ký thịt chó đâu có phải là ít tiền đâu. Đó, mà ổng đem chó về đó, những cái con chó mà đem về đó, khi mà ổng đặt người ta đó, mua về đó quý vị, mua về đó là để về đó ông thả vô cái lồng ấy ha, nào là chó mực, chó phèn, chó đốm này kia đó là đầy dãy ở trong cái chuồng để làm chi, có nghĩa là chờ đợi cái ngày đem ra để mà nhận nước cắt cổ, nó đâu phải là đơn giản quý vị. Thì cái nghiệp này quá nặng nề, bà con mình thấy rất là đau khổ. Mà con chó đó, ở đây đó theo đúng về cái quy luật á, thì tất cả theo cái lời của Đức Phật cho biết đó, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò mà sát sanh hại vật nha quý vị. Bởi vì cái loại chó này đó, nó có một cái tâm linh đặc biệt là nó rất là trung thành với chủ nha bà con. Nó trung thành với chủ lắm. Dầu cho con chó mà mình có quánh đập nó cỡ nào, nó cũng phải lết lợi cho mình đó, là nó ôm mình đó quý vị. Thì nỡ nào mà đi cắt cổ đập đầu nó như vậy, hoặc là nhận nước thấy nó đau khổ lắm đó, chứ không phải là đơn giản. Thì vì cái chỗ mà ăn uống vui sai, vì cái chỗ mà món ngon á, đưa vào miệng á, thì qua khỏi miệng rồi tới cổ, qua khỏi cổ rồi thì nó mất hết. Nhưng mà cái linh hồn của tất cả những cái loài vật này đó, nó là cái loài người cũng đầu thai trở về cái mạng của con chó, chứ thật ra đó nó cũng như cái linh hồn như mình vậy đó quý vị ơi. Thì hôm nay đó, trở lại cái vấn đề của cái ông này đó, ổng giết cái loài chó này, ổng sẽ bị trả một cái quả rất là đau đớn. Trong một cái việc làm của ổng đó, ngày xưa đó thì chỉ có là nhận nước, đem chó vô trong bao là nhận nước, rồi là bắt đầu đem lên đó là mới là ra mổ bụng rồi mới gam. Đó thì ngày này qua ngày kia, mỗi một cái quán như vậy thì thường thường nó dùng ở ngoài vùng ngoài đó quý vị thấy rõ đó nha, là hoàn toàn đó là mỗi một buổi chiều thứ bảy đó quý vị,
là quý vị thấy mình đó, cái thời điểm là từ ở cái vùng miền Đông cho tới những cái vùng như là kinh B, kinh R, kinh E, F rồi đó quý vị. Thì ngày xưa tôi lúc đó là tôi có chứng kiến là thời gian đó tôi có đi làm ở trong cái kinh B đó một thời gian tôi biết. Thì ông này đó, ổng chuyên môn là cái nghề của ổng là ổng ra thịt, ổng cân lại, ổng đếm lại cho những cái quán mà thịt cầy kêu bằng gọi là thịt cầy tơ đó, ở trong cái vùng đó, đó là mỗi một ngày đó là từ 10 con, 7 con, có nhiều khi tới đám rồi đó, nguyên cái vùng đó đó quý vị thấy đó nha, là đám cưới là toàn là thịt chó không đó. Mà ổng đập đầu đến đổi là khi mà tới ở sau lưng cái nhà của ổng là một đống lông chó gì là da rồi ổng cạo ra như vậy đó, mình thấy là cỡ như là nhìn thấy là thấy hết hồn đó quý vị. Đó thì cái sự sát chiết của ổng là quá nặng nề rồi. Cái hành nghề của ổng là từ cái thời kỳ mới tiếp thu cho đến khi á là ổng hành nghề cho đến khi là qua tới những cái năm 2000 đấy là vẫn còn. Đó như vậy thì mỗi một ngày đó quý vị mình tính đi, cái loài vật mà ổng giết bằng cỡ đó, mà thí dụ như bây giờ đó, con chó đó quý vị mình thấy đi, nó, mình đi ra là bỏ nhà là một tháng mà nuôi nó, để ở nhà nó vẫn giữ của giữ cho mình đó, là quý vị thấy rõ. Cũng như là có một cái ông mà ngày xưa mà con chó mà khi ổng chạy giặt về đó quý vị, à, tôi có nhắc lại cái mẫu chuyện này cho bà con mình biết, để rồi tôi mới trở lại cái này cho bà con mình thấy, đó là ông này đó, ổng nhẫn tâm mà ổng giết con chó nhà đó quý vị thấy không. À, khi ổng chạy giặt về tới nhà, ổng thấy con chó, mà con chó này nó ở, nó trung thành, nó giữ nhà giữ cửa cho ổng, cho đến khi là gia đình của ổng trở về không có mất một món đồ trong nhà, mà con chó vẫn mập ú như vậy. Bà con mình thấy con chó nó trung thành cỡ nào. Thì hôm nay đó mình nỡ nào mà mình đi đập đầu hoặc nhận nước nó, mà phải là cho đến khi mà nó chết như vậy thì thấy đau khổ. Khi là ổng đem lên đó, ổng thấy con chó để dọn đồ lên, thấy con chó mập quá, ổng phóng vô vậy. Có ai mà nhẫn tâm mà bắt con chó đem vô là chuẩn bị làm thịt không quý vị? Là con chó là con chó nhà ổng đó. Như vậy thì hoàn toàn đó là giết sanh vật này đó là đầy lòng kiêu cách. Nó nghĩ cái món ăn không rồi cản trở, cuối cùng mà ổng cũng bị cái quả là ổng phải bị là đem xuống nhận đầu ổng, là xuống cây cầu, ổng đem xuống ổng nhận nước con chó. Thì ổng nhậu cho xong rồi đó thì ổng chợt xuống cây cầu đó, thì ổng cắm đầu xuống cây cầu đó, ổng chết luôn đó. Thì những cái nhân quả này quý vị nên nhớ là đây là cái lực nhân quả không có chạy sức. Thì trở lại qua cái mẫu chuyện của cái ông chú này là chuyên nghề làm thịt chó ở trong cái kênh B đó. Thì mỗi một ngày đó ổng cứ là gam, mà đến đổi đó là ổng khè lửa, ổng gam đó là nguyên một ngày như vậy là 5-7 con 10 con ổng ra thịt đó, để mà ổng là đi xỉ lại cho những cái quán đó quý vị. Rồi ổng chở đi như vậy cho đến khi mà trong cái thời gian mà ổng làm ăn khấm khá rồi đó, là lần rồi đến cái lúc mà cái quả của ổng nó sẽ đưa tới đó, là một ngày nọ đó quý vị mình nghĩ đó là ổng là chỉ có một cái cách là đơn giản thôi. Ở trên nhà ổng đi ngay xuống dưới cây cầu bằng xi măng ngày xưa đó, thì có cây sắt nó lú lên như vậy đó, ổng chỉ đá vô trong cây cầu, ở trong cây sắt đó chút xíu thôi. Như vậy thì cái móng giò của ổng nó xước lên, nó văng cái móng giò ra, thì hoàn toàn á là ở đây đó là cái sự hành là cái móng của ổng nó càng ngày nó làm độc, nó làm độc ha, nó lỡ móng của ổng ha, rồi là nó làm mũ, nó hành ổng cho đến khi nằm ở chỗ trong nhà đó, rồi đưa đi bác sĩ mà điều trị ha, lần hết trơn. Cái quay qua tới cái thời gian đó ổng về, ổng mới giảm bớt như vậy thì qua một năm sau như vậy đó, thì bà con mình thấy rõ đó là cái người này người ta cũng không có tin Phật pháp, mà cũng ta cũng không có tin về vấn đề cái nhân quả nữa nghe quý vị. Đó thì bắt đầu ở về cái ổng sanh ra cái vấn đề ổng thèm qua tới cái vấn đề mà thịt chó nữa. Ổng khi ổng ngã bệnh xuống rồi đó, về bỏ một cái thời gian ổng về, ổng mới là kêu con ổng mới làm một cái con chó về ổng gam. Ổng gam ổng cũng khò lửa cũng y như vậy để mà ổng ăn đó, ổng nhậu đó quý vị. Thì ổng nhậu qua một cái thời gian có mấy ngày sau như vậy là ổng trúng rồi,
ổng trúng cái bệnh của ổng như vậy là nó hành nó ung, nó như là nó bị ung thư cái chân của ổng cho đến khi ổng là ngã ngang như vậy đó ha. Là bà con mình thấy cái bệnh của ổng đó, ổng nằm riết mà đánh đổi ha, là nó lỡ từ ở dưới chân nó lỡ dài dài lên tới trên, rồi tới chừng nằm nghiêng qua tới đâu thì mũ máu gì nó nghiêng qua nó chảy tới đó, và nó nứt da nứt thịt của ổng lần rồi đó. Là bắt đầu gia đình đó là vợ con lo hết nổi rồi, bỏ ổng nằm lăn lóc ở trong giường cho đến khi đó cuối cùng nó hôi thối quá đó, bà vợ mới tính cái cách là đem ổng ra ở sau hè cái giường đó, cất một cái chòi cũng như là thả lên cái giường đó y gan cũng như là cái lồng mà nhốt con chó ở trong cái lồng gì đó quý vị. Cho đến khi lần là da thịt của ổng nó nứt lần nó nứt rồi nó chảy mủ ghiếc, rồi đến đổi là kể như nó hành năm này tới qua năm kia có mấy là năm sau vậy đó, lần là ổng chết là không ai hay ai biết gì ở trong cái trại đó hết. Khi ổng chết rồi thì hoàn toàn là mà nó nứt da nứt thịt của ổng y như là con chó bị gam vậy đó quý vị. Thì đây là một cái việc nhân quả mà hiện tại bây giờ đó, cho đến khi mà cái nghề của ổng là cái nghề hành đó là giết chó đó, cho đến lúc nó trả quả của ổng đó là kéo dài 3-4 năm trời, cho đến khi chết rồi thì hình thể của ổng đó là không ai dám tới và không ai dám mà lợi để mà đưa ổng vô trong hàng để mà liệm hết trơn, chỉ có là gia đình của ổng để mà bó lại rồi đưa vô thôi. Và cộng thêm một cái nữa, gia đình của ổng đem ổng ra ngoài hè đó như vậy đó là cất một cái chòi và lấy tre mà gào lại cái y gan cũng như là cái sông cửa như vậy, là cũng như là nhốt chó trong đó để chờ ngày là đem ra để mà nhận nước đó quý vị. Thì đó là một cái chuyện mà nhân quả không ai mà chạy sức được trên cái việc làm mà sát giết này đâu đó. Thì quý vị mình nghĩ toàn bộ tất cả những con vật mà cái con chó này và con trâu con bò thì đó là một cái những cái loài vật này nó hoàn toàn nó là trung thành, rất là trung thành với chủ. Thì hôm nay đó chúng ta thấy được những cái việc nhân quả đó mà Đức Thầy ở trong cái việc mà Đức Thầy đã cho biết ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò mà sát sanh hại vật. Thì hôm nay tất cả các loài vật này nó cũng có linh hồn như mình nha quý vị. Thì cũng mong toàn thể bà con quý vị, nếu ai mà có hành những cái nghề mà sát sanh hại vật thì mua bán tạo những cái việc gì đó cho đến kết thúc rồi thì chúng ta sẽ bị những cái nghiệp quả nó sẽ đưa tới, là nó y như mình, nếu mình đập đầu thì chúng ta sẽ bị cái nghiệp đập đầu. Còn nếu ai mà nếu mà mình nó là gam chó hoặc là lột da mổ bụng gì thì nó sẽ trả cái quả y như vậy. Bởi vì trồng cây cái gì hưởng trái đó quý vị, trồng đậu thì hưởng đậu, chủng hoa hoàng đắc hoa, chủng đậu hoàng đắc đậu, chứ không bao giờ chạy sức được. Thì kính mong toàn thể quý vị, nếu ai có nghe nhân quả thì chúng ta gắng cố gắng làm sao mà tĩnh tâm để là chọn cái chánh nghiệp để chúng ta làm những cái nghề nào có thể là không có sát giết. Thì hôm nay tôi xin nhắc lại cho bà con những cái mẫu chuyện nhân quả.